mạng. Ngày 20 tháng 10 năm 1930, Tổ chức Phụ nữ đầu tiên được thành lập. Sự kiện lịch sử này là khởi nguồn cho những đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trong lịch sử cách mạng và dân tộc. Góp vào thành tích chung của phụ nữ cả nước, 85 năm qua, các tầng lớp phụ nữ Hà Nội đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của mình, xây dựng nên một truyền thống lịch sử đầy tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ thủ đô đã được tập hợp đoàn kết lại thông qua hoạt động của các tổ chức tiền thân như Hội Ái hữu nghề nghiệp, Tổ phụ nữ phản đế, Hội phụ nữ phản đế, Tổ phụ nữ cứu quốc, Đoàn phụ nữ cứu quốc. Sau này là Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. Bằng lòng yêu nước, tài năng và trí thông minh sáng tạo, lớp lớp các thế hệ phụ nữ Hà Nội đã cùng với nhân dân thủ đô viết tiếp những trang lịch sử huyền thoại của Thăng Long ngàn năm văn hiến anh hùng. Lịch sử phong trào phụ nữ Hà Nội còn mãi lưu danh những tấm gương bất khuất kiên trung của những người mẹ, người chị, người em gái thủ đô vốn bình dị trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại vô cùng anh dũng quả cảm trong đấu tranh cách mạng, trong chiến đấu chống quân xâm lược, lao động cần cù, sáng tạo, đảm đang gánh vác công việc gia đình, giữ gìn nếp sống thanh lịch của người Hà Nội. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Các phong trào thi đua của phụ nữ đã phát huy cao nhất sức người sức của để xây dựng bảo vệ thủ đô và miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Những chiến công, sự hy sinh và đóng góp to lớn của phụ nữ trong các phong trào thi đua năm tốt, đặc biệt là phong trào Ba Đàm Đan, mãi là những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc. Nhìn lại chặng đường 85 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào, dù ở giai đoạn cách mạng nào, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng luôn luôn tập hợp, đoàn kết, rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, tài hoa, thanh lịch của giới nữ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và phát triển thủ đô, góp nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ cả nước. Từ những năm đầu thủ đô mới giải phóng, chỉ có vài chục cơ sở hội với 11 vạn hội viên. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã trở thành một tổ chức vững mạnh. Số cơ sở hội hiện nay là 764 cơ sở hội, 827.645 hội viên quản lý. Trong quá trình hoạt động, đặc biệt là từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và sau hợp nhất địa giới hành chính thủ đô, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, các cấp hội đã tìm tòi những nội dung công tác và phương thức hoạt động đa dạng, hiệu quả, tăng cường khả năng tập hợp, thu hút hội viên, tác động thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Các phong trào thi đua, phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phòng chống ma túy từ gia đình, vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác và phế thải ra đường và nơi công cộng, được triển khai sâu rộng từ cơ sở. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ năng lực, phát huy giá trị đạo đức, rèn luyện chuẩn mực, trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch, gắn với việc giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, văn hóa ứng xử của người phụ nữ Hà Nội đã đi vào hoạt động thực tiễn của từng cán bộ, hội viên, từng đối tượng phụ nữ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được hội viên nghiêm túc tự giác thực hiện bằng những việc làm thiết thực cụ thể như lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, sử dụng túi giấy thay thế túi ni lông,
đổi phế liệu giữ màu xanh, trao tặng yêu thương, bát gạo nghĩa tình, mô hình chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới Việt Nam. Công tác tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn thủ đô Hà Nội được triển khai sâu rộng và hiệu quả, đã góp phần củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Hàng chục vạn phụ nữ được chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, mạnh dạn phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyên canh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng mô hình kinh tế, sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường. Hội đã vận động nhiều gia đình hội viên phụ nữ tự nguyện hiến đất làm đường để quy hoạch lại đường làng, ngõ xóm, giao thông thủy lợi nội đồng theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Hàng trăm ngàn phụ nữ được hội giúp đỡ thoát nghèo, hướng dẫn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống gia đình bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, cây, con giống, ngày công. Trong những năm vừa qua, thị trường việc làm của Hà Nội gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ chị em phụ nữ không có công ăn việc làm ngày càng tăng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã quan tâm đến công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ và con em. Trung tâm Dịch vụ Việc làm 20 tháng 10 đã tổ chức các lớp đào tạo nghề, liên kết dạy nghề, cung ứng lao động cho doanh nghiệp, duy trì thường xuyên điểm giao dịch việc làm phụ nữ Hà Nội, thu hút đông đảo các lao động, học sinh, sinh viên. Trung tâm Dịch vụ Việc làm 20 tháng 10 và các cấp hội phụ nữ của thành phố đã giới thiệu được hàng nghìn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Để tăng cường hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, các cấp hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, tuyên truyền cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, triển khai thực hiện đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, nuôi con bằng sữa mẹ, dạy con bằng lời yêu thương, nâng cao nhận thức cho phụ nữ và gia đình trong việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, quan tâm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bằng nguồn quỹ đóng góp của cán bộ hội viên, các cấp hội đã thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sĩ, các gia đình chính sách, xây sửa hàng trăm máy ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội. Coi trọng công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu vận động phụ nữ trong tình hình mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội luôn chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ hội, tham mưu việc kiện toàn cán bộ hội chủ chốt, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả hoạt động hội. Công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng các mô hình tập hợp thu hút phụ nữ được quan tâm. Tổ chức hội phụ nữ các cấp còn là nòng cốt trong phối hợp tham mưu cho Đảng về công tác cán bộ nữ, phối hợp với chính quyền trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Với đội ngũ cán bộ hội cơ sở, những người hoạt động tận tụy trong từng khu phố, xóm làng, trực tiếp truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội Liên hiệp Phụ nữ đi vào cuộc sống. Trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội luôn chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực trình độ cho cán bộ hội, triển khai thực hiện đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt hội phụ nữ xã, phường, thị trấn. Chuyên đề nâng cao năng lực cán bộ chi tổ phụ nữ, trang bị kiến thức, kỹ năng điều hành cho các cán bộ hội cơ sở để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong những năm vừa qua, báo Phụ nữ Thủ đô đã làm tốt các nhiệm vụ chức năng của mình, tuyên truyền phổ biến các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và vận động phụ nữ, tăng cường nắm bắt phản ánh dư luận xã hội, tăng cường tuyên truyền cho các hoạt động của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, các phong trào thi đua, các gương tập thể cá nhân tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của các tầng lớp phụ nữ Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của cả nước, luôn đi đầu trong xu thế hội nhập với thế giới, thường xuyên thay mặt cả nước đón tiếp các đoàn khách nước ngoài, các vị nguyên thủ quốc gia và một số lượng lớn du khách.
Hội Phụ Nữ Hà Nội đã luôn chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của thành phố Hà Nội. Hoạt động đối ngoại nhân dân, đón tiếp nhiều đoàn đại biểu nước ngoài đến làm việc. Hội cũng đã có nhiều đoàn đi tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân ở một số nước trên thế giới nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bình đẳng giới. Với niềm tự hào là phụ nữ thủ đô, chị em đã có vinh dự thay mặt cho phụ nữ cả nước tham gia chuẩn bị cho những ngày lễ lớn, hưởng ứng tích cực năm trật tự văn minh đô thị bằng những công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực như đảm nhận các đoạn đường tự quản xanh sạch đẹp, những đoạn đường nở hoa, tạo nên một không khí vui tươi, văn minh, lịch sự cho du khách đến thăm thủ đô. Với nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp cách mạng trong suốt 85 năm qua, các cấp hội và cán bộ Hội Phụ Nữ Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như 5 huân chương độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, 28 huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hàng nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng nghìn tấm gương người tốt việc tốt, công dân thủ đô ưu tú là phụ nữ được vinh danh. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các bộ ngành cũng đã trao tặng Phụ nữ Hà Nội nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong các cấp hội phụ nữ cả nước được vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Có được những thành quả của phong trào phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ trong 85 năm qua, thế hệ cán bộ Hội Phụ Nữ Thủ Đô ngày hôm nay mãi mãi tự hào và biết ơn các thế hệ cán bộ đi trước. Các cán bộ nữ lão thành đã đóng góp tâm sức, cống hiến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để gây dựng, vun đắp, chăm chút cho sự lớn mạnh của phong trào phụ nữ, cho sự phát triển không ngừng của tổ chức hội, góp những nốt son vào bản anh hùng ca của Thăng Long Hà Nội. Từ dấu mốc thời gian đáng nhớ ngày hôm nay, nhìn về quá khứ và hướng về tương lai, chúng ta có thật nhiều niềm tin rằng truyền thống vẻ vang của phụ nữ Hà Nội chắc chắn sẽ được tiếp nối bằng những thành tựu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước. Nhiệt huyết của lớp lớp cán bộ hội đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ sẽ mãi là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ hội, cán bộ nữ của thành phố. Tiếp sức cho chị em luôn đoàn kết, tận tâm, tận lực với phong trào, chung sức đồng lòng cùng đảng bộ và nhân dân xây dựng thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Hội Phụ Nữ thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới cái nội dung hoạt động. Và chính nhờ cái đổi mới ấy mà nó có sức hấp dẫn thu hút hội viên. Chính nhờ cái sự đổi mới ấy mà các cái hoạt động của các đồng chí nó giảm bớt cái tính hình thức đi. Không phô trương, nhưng mà nó đem lại cái hiệu quả rất thiết thực. Ngoài những cái nội dung vận động chung của thành phố thì các đồng chí có những cái phong trào riêng rất là thiết thực và cũng đem lại nhiều cái hiệu quả tốt. Thay cho lời cảm ơn, chúng tôi, những thế hệ kế cận, xin trân trọng gửi lời tri ân cùng những tình cảm yêu thương tới những người bà, người mẹ, người chị, người em gái thủ đô. Chúc các mẹ, các chị mãi mãi là những bông hoa ngát hương trong vườn hoa ngàn năm hương sắc của Thăng Long, Hà Nội.